Thứ hai đầu tuần, cả lớp rất hào hứng với tiết học đầu tiên. Cô giáo dạy tiếng Anh bước vào lớp. Hello các em. Hello teacher. Hôm nay cả lớp sẽ ôn lại từ vựng với cô nha. Ok. Cả lớp đọc cho cô. Hello. Ok. Goodbye. Ok. Ok. Bỗng nhiên lúc này, Nobita lò mọ bước vào. Lại lý do lý chấu đây mà. Cô ơi, sáng nay em đau bụng quá, ngồi mãi trong nhà vệ sinh nên giờ mới đi học trễ. Ok, lần này cô sẽ châm trước cho em. Về chỗ ngồi của mình đi. Nobita về chỗ ngồi. Shizuka vui vẻ chào cậu. Hello. Nhưng Nobita không thèm quan tâm mà lấy gói oxy trong cặp ra nhai rộp rạp. Ôi không, cậu ta uống nhầm thuốc lú rồi hay sao? Cô giáo đã phát hiện ra, đi thẳng xuống chỗ ngồi của Nobita. Cô vô cùng tức giận, gõ vào đầu Nobita mấy cái, tịch thu gói oxy rồi đuổi luôn Nobita ra khỏi lớp học. Nobita quá xấu hổ mà đứng lên đi ra khỏi chỗ, còn các bạn thì cười vào mặt vì cái thái độ thích thể hiện của Nobita. Vậy là tập phim đã kết thúc rồi. Các em thấy video như thế nào? Nếu các em thấy hay thì hãy like và để lại bình luận ở phía bên dưới video nha. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Bye bye!